Sang đã ở tại vị trí là cụm khu công nghiệp lớn ở tỉnh Long An. Chỗ này thì nó có nhiều cụm công nghiệp á, công nghiệp Đức Hòa nè, công nghiệp Hạnh Phúc nè, nó tập trung ở đây, công nhân rất là nhiều. Hôm nay là ngày chủ nhật nhưng mà bên trong đó Sang thấy có một công ty này vẫn làm ngày chủ nhật nè. Chứ hầu hết là ngày chủ nhật là công nhân đã nghỉ hết trơn rồi. Vạn Lộc. Đây là khu vực của chợ Đắt Đỏ. Mình chào đến đây sao chỗ này là thịt bò quá chừng luôn rồi. Hôm nay ngày chủ nhật nữa, công nhân nghỉ có thể là ngủ trễ một tí rồi xong mới ra chợ. Để Sang Sang tiến dần lần trước cho mọi người xem nha. Ở phía trước Sang thấy hơi đông người hơn nha. Đây thuộc về xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Có bông điên điện, bông thiên lý, bông xưa đũa. Mấy cái loại này về làm lẩu ăn. Buổi chiều ngày chủ nhật nghỉ mua về làm lẩu ăn. Ở chợ Đắt Đỏ này thì nằm có một bên phía bên tay phải của mình thôi, như vậy nè. Còn phía bên kia thì buổi sáng bị trời nắng quá nên có lẽ vậy là mọi người ít có nhóm đồ bán á. Nào Sa Ba chôm chôm. Giá cả những mặt hàng rau củ, thịt cá chỗ này thì khá rẻ vì nơi này là buôn bán cho công nhân nên là không có thể bán mắc hơn nữa. Nè, quá chừng rau củ bên trong nè, có bán các gia vị nè. Chỗ này thì không có chỗ gửi xe nên Sang phải vừa chạy xe vừa ghi hình cho mọi người xem nha. Nó chỉ bán bên mặt tiền, bên lề ngoài đường thôi, bên trong không có nhà lồng chợ. Phía bên trong đó là khu công nghiệp, cá biển, có cắt lượng mực bên trong nữa đó. Ở đây thì không có chỗ giữ xe, mọi người đi chợ phải chạy xe theo tấp ngang vậy vào lề mua thôi à. Đó, bà con người ta che những cái cằn sạp ở bên trong thì người ta bán thôi chứ nó không có nhà lồng chợ phía trong. Chỗ thì bán cá. Đoạn này vui quá luôn rồi nè. Bán thịt nè, cái loại rau củ. Cá lóc đó 25.000 một con, cá hồng 2 con 35.000, cá tra cá tre 35.000 một ký. Quá xa cá luôn rồi. Cá kèo nửa ký 85.000, cá rô 45.000 một ký, ghẹ nửa ký 55.000, tép nửa ký 55.000, cá lóc đó 25.000 một con. Do không có gửi xe được nên không có lời cặn cặn. Cả giờ xem thì không cảm cho Sang nha. Nè, xe mọi người đậu bên ngoài như vậy nè. Thịt cá đồ bán đầy đủ hết trơn. Một ít cá rô. Cá rô đó có rô đồng á. Có cả trái cây bên trong nữa, cả sầu riêng với bưởi. Rau đồng nè. Tại vì 3 bó 10.000. Đây có cá rau đó. Đây nè. Còn ở chỗ này thì bán các gia vị, đậu hũ, đậu chai. Đó, đủ thứ chả chiên bên trong nữa. Ở đây thì có
thịt gà này quá chừng luôn rồi nè. Hình như ở đây thì có một cái chỗ nào để giữ xe cho bà con đi đến chợ này, người ta gửi xe người ta lộ bộ đi thì cũng tiện nữa. Quá chừng cá hú nhiều quá luôn rồi. Còn bên trong kìa, môn xả rau củ cũng lớn ha, đủ thứ rau củ ở bên trong hết trơn. Bà con bày bán những hàng hóa là chạy dọc trên con đường này nè, khoảng một đoạn cũng khá xa dài á, có thể hơn nửa cây số là á. Nguyên khu vực này cá tôm đều quá chừng luôn rồi nè. Cái sông cá biển đều có đầy đủ hết trơn, có cả cửa hàng tạp hóa nhỏ nhỏ, đồ chai. Dạ. Quá. Nguyên khu vực này là bán cá không nè. Cá bên kia cũng được. Đi phía đường trước thì sang thấy bán nhiều loại mực luôn nè. Quá chừng mực luôn. Quẹo vô. Nó nguyên một dàn mực. Có cả ốc xen vào đó nữa. Chỗ này đông đông nha, vui quá. Tôm. Nguyên một xe ổi bên trong bán đắt quá ha. Do xe bên ngoài chạy này thì dập dìu nên cũng cẩn thận chút xíu. Tôm 13 ngàn lạng quẹt đi mua anh chơi. Tôm 13 ngàn lạng đây có một ít khô đây, có cả lạc xưởng nữa. Có các loại bún nè, hủ tiếu khô đây nữa nè. Nơi này thì hầu hết là các bà con miền Tây mình lên đây nhiều á, các mặt hàng rau củ, có măng muối với lại cải muối ở bên phía bên trong nữa, lại thịt nữa. Xe bên ngoài thì quá chừng luôn rồi nè. Rau đây cũng tươi ngon quá, đủ thứ rau hết trơn nè. Bầu bí, dưa leo. Có cá biển. Và khu chợ này sẽ bán chạy vào trong cái con cua. Mình sẽ ôm cua bên tay phải nè, đi vào bên trong có bán đồ nữa. Ngay đây thì xe trái cây, hai chiếc xe thiết kế to lớn luôn hả.
để rất là nhiều đồ ở đây nè, cũng đủ loại trái cây hết trơn á, nhìn ngon quá, hấp dẫn. Tôm cá thịt chỗ này bán rất là nhiều. Đây mình sẽ đi ghé theo cái con cua này ở bên tay phải này, đi thẳng vào bên trong khu vực chợ này luôn. Trái cây nè, ngon quá ha, táo, nho. Và bên trong này hầu như là đồ sang thấy nhiều hơn á, bán trái cây nhiều hơn. Ở đây thì kể cả bên tay trái sang cũng có bán đồ nữa. Đi bên kia thì có bán chuối nướng nha, chuối nướng và có cả mít nữa. Đặc biệt đi vào con đường này á thì nó hơi dơ, bà con để rau củ bên đó bán ha. Nhưng mà giờ này thì bên đó bị nắng quá. Sang sẽ đi dài dài lên cho mọi người xem nha. Các cửa hàng đồ nhựa, giày dép. Chú chó sủa dữ vậy. Vào trong đây thì việc buôn bán ít hơn ở bên ngoài, thịt cá rau củ thì tập trung bán bên ngoài nhiều hơn ở trong đây. Trong đây thì có các cửa hàng dịch vụ thì nằm tập trung ở phía bên trong này. Hủ tiếu miền Tây, bún riêu, cháo lòng, bánh canh, quán này. Khu vực chợ này thì người miền Tây tập trung trong chợ này nhiều hơn so với ở Sài Gòn. Dừa hấu nè, 5.000 ký. Giữa xe đây tiệm rau củ nè. Đi vào đây chạy xe thấy hơi dơ vất vả tí xíu nè. Người thấy không, con đường nó không được tốt lắm. Trái cây trong đây thì đủ hết trơn nè. Rẻ lắm nha, những cái loại xe hàng rong như vậy á, bán rau củ nó cũng mềm, nó khá rẻ. Quá chừng ở đường gì sợ sao mà nó hư quá nè. Đi xe đồ ăn sáng thì nhiều không thể thiếu hết. Trước này là xe bún riêu, cơm tấm, bánh mì thịt, chả lụa, rau đồng nè. Dưa hấu 2 kg 15 ngàn. Ủa trái to quá luôn mà 2 kg 15 ngàn nha. Dưa hấu 2 kg 15 ngàn cô bác ơi, mày vô mày vô cô bác ơi, mày vô mày vô. Bên trong thì một cái đống dưa hấu to luôn. Chạy tuốt vào trong đây thì cũng có bán đồ nữa, nhưng mà
ít hơn so ở ngoài lộ kia. Ôi trời, sao nho nhiều quá, nhiều nho nè, nho xanh, nho đen, nho đỏ. Xung quanh này các công ty, các xí nghiệp. Sở thích có những xe hàng rong gì này nó vui lắm. Mà mấy xe này bán đồ cũng khá rẻ, giá nó tương đối nó rẻ hơn chỗ kia nha. Ôi cha, chỗ này sao nắng quá vậy? Đây là mà còn đổ bày ra những cái hàng hóa bên ngoài buôn bán như vậy. Ở bên kia thì cũng có bán. Đây là chợ quê rồi. Cả quần áo nè. Có bán cá, cái lại tôm nữa, cá biển với cá nước ngọt. Ô, cá biển không ạ? À? Cái này là cá biển không ạ? À? Trong đây đất nền nó còn trống rất là nhiều. Nào cũng 20 cái cho hả? Đồng giá. Có các loại trứng ở đây nè. Trong đây có một cái karaoke, quán karaoke nhìn sự xa quá hả? Đây là khu dân cư mới rồi, mới thành lập nè. Chỗ này nắng quá. Sang nghỉ buổi trưa thì ngay chỗ này có thể là nắng nhiều thì cây ít quá, tàn cây ít xỉu à. Rau ngon quá hả? Cái này cũng 5.000 hết trơn. Còn bên phía đó thì đó là đầm ruộng kìa. Dân cư ở đây vẫn còn thưa, thưa quá. Này nắng quá trời luôn rồi. Đồ trong nhà bếp. Cả nhà đi vô đường này chạy xe đã lắm. Nó vòng giống như xe ngựa vậy á. Lỗ hang quá. Sao mà mau hư á. Đường nó lẽ làm nếu mà chất lượng thì lâu hư lắm chứ. Rồi đây, ngay chỗ này nè. Nó chạy, chạy nó bị vòng quá. We'll be right back.
Ờ, đây là khu chợ Đắt Đỏ. Chị nhóm bán bên vỉa hè như vậy đó. Chợ này nó khoảng hơn nửa cây số thôi. Bên ngoài đường giờ nắng quá luôn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video tiếp theo nha. Bye bye.